Thưa quý vị khán giả, Công an Nhân dân Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng, được thành lập ngày 3 tháng 3 năm 1959, có vinh dự lớn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến giao nhiệm vụ trong ngày đầu thành lập. Bác đã chỉ thị nhiều điều rất cơ bản. Người chỉ rõ nhiệm vụ, phương hướng hoạt động chiến đấu, xây dựng lực lượng. Những chỉ thị ban đầu ấy trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động, công tác, không chỉ buổi ban đầu mà cho suốt mấy chục năm qua. Sau khi miền Bắc được giải phóng, qua thực tiễn thấy vấn đề quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là vấn đề cực kỳ quan trọng, Bác và Trung ương Đảng quyết định thành lập lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang, là lực lượng vũ trang của Đảng, Nhà nước, chuyên trách, nòng cốt, bảo vệ nội địa và biên phòng. Những quan điểm cơ bản của Bác và Trung ương Đảng được thể hiện. 1. Công an Nhân dân Vũ trang có nhiệm vụ trấn áp mọi hành động phá hoại của bọn phản cách mạng trong nước và ngoài nước, xâm nhập phá hoại nước ta, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ an ninh biên giới, bờ bể, giới tuyến và nội địa, bảo vệ an toàn cho các cơ sở kinh tế, văn hóa quan trọng. 2. Nắm vững tư tưởng chiến lược cách mạng hàng đầu là đoàn kết, tập hợp lực lượng vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bác khẳng định đoàn kết là một trong những nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vấn đề đoàn kết được Bác đặt ra ở mọi thời điểm cách mạng, mọi cấp, mọi địa phương, mọi ngành, mọi lực lượng. Đối với Bộ đội Biên phòng, trong nhiều lần tiếp xúc, Bác luôn nhắc nhở phải đoàn kết. Bác yêu cầu rất cao ở Bộ đội Biên phòng về tinh thần đoàn kết. Đối với Bác, không có đoàn kết chung chung mà rất cụ thể. Đó là đoàn kết trong nội bộ Bộ đội Biên phòng, đoàn kết giữa đảng viên với đảng viên, giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới, đoàn kết giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng vũ trang khác của Quân đội Nhân dân, giữa Bộ đội Biên phòng với Công an Nhân dân. 3. Trong công tác bảo vệ biên giới quốc gia, Bác chỉ rõ, để hoàn thành nhiệm vụ, Bộ đội Biên phòng phải dựa vào dân, lấy dân làm gốc, và dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Bác nói, lực lượng của dân rất lớn, công tác dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Đây là tư tưởng chỉ đạo trong việc thực hiện công tác biên phòng ở nước ta. Đảng, Nhà nước ta đã xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên đất liền, vùng biển, hải đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Nhưng Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng đó, Đảng, Nhà nước ta đã chỉ rõ những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ đội Biên phòng. Trong đó đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang các xã biên giới, xây dựng phong trào cách mạng của quần chúng, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc. 4. Về đoàn kết quốc tế, Bác Hồ và Đảng ta cho rằng mọi thắng lợi của cách mạng nước ta gắn liền với tình đoàn kết ủng hộ quốc tế. Bộ đội Biên phòng thường xuyên có mối quan hệ tiếp xúc với bạn bè quốc tế và nhân dân các nước láng giềng. Do đó phải luôn xác định công tác đối ngoại ở biên giới là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, góp phần vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Phải nắm vững và vận dụng có hiệu quả chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị trên cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. 5. Về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác biên phòng, Bác luôn nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất là Công an Nhân dân Vũ trang phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng từ trên xuống dưới. Suốt gần nửa thế kỷ qua, thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng Bộ đội Biên phòng luôn luôn coi sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác biên phòng là một vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động, chiến đấu, công tác và xây dựng lực lượng biên phòng. Ngày 3 tháng 3 năm 1959 là ngày ra đời của lực lượng Công an Nhân dân Vũ trang, Bộ đội Biên phòng ngày nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân, là người khai sinh ra Công an Nhân dân Vũ trang. Trải qua hơn 50 năm công tác, chiến đấu, Bộ đội Biên phòng đã từng bước trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Bác, Đảng giao cho, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ kính yêu, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.
Mục Hộ Bắc mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong mục này lần sau.